Chào mừng mọi người đến với livestream ở cửa hàng xe máy Đức Kiên nhá. Hôm nay em lại lên livestream báo giá cho mọi người rồi đây. Mọi dòng xe của cửa hàng đều liên tục có cho mọi người nhé. Mọi người muốn tham khảo có xe nào hãy để lại bình luận nhé. Em sẽ báo giá chi tiết cho mọi người luôn. Quay xe chi tiết cho mọi người luôn nhé. Chào Vũ Trọng Hùng, chào mọi người nhá. Chào Ngọc Anh nha, chào Vũ Trọng Hùng nha. Abarth từ 32.600.000 là có xe đời 2019, Vũ Trọng Hùng nhá. Nguyễn ơi, AB150 ABS hàng bản giới hạn đúng không ạ? Bản giới hạn này cửa hàng có là 54 triệu bạn nhé. SH125 Trương Hùng ơi, SH125 đời 2019 cửa hàng em có xe nhé. Từ 79.800.000 là mình đã có xe rồi anh nhé. Chào họ Trần tên Thắng nha. Cửa hàng em có rất nhiều SH từ đời 2013 này đến 2021 luôn. Các bạn đen nhám này, đỏ đô, đen bóng, màu trắng cửa hàng đều có nhé. Chào Nguyễn Huynh nha. Chào mừng mọi người nha. Abarth cửa hàng có rất nhiều luôn. Đây em sẽ quay cho mọi người xem Abarth cửa hàng nhé. Bạn đen nhám này, 150 bạn đặc biệt này, 150 bạn tiêu chuẩn, cộng với cả một đen nhám đời 2018-2019 này. Rất nhiều xe cho mọi người tham khảo luôn. Chào Ngọc Anh, chào Trinh Đồng nha. Tất cả cửa hàng tất cả các xe đang được bày tại cửa hàng 237, 238 và 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương mọi người nhé. Mọi người có thể đến cửa hàng xem xe trực tiếp giúp em. Chào Vũ Hoàng nha. Chào Buông Tay nha. Nguyễn Hương ơi, SH125 ABS đời 2019 cửa hàng em đang có con nào ạ? Chị có thể tham khảo sang các dòng như là SH đời 2019 phanh CBS chị nhé. Tuyên Nguyễn ơi, AB150 phanh ABS đời 2021 cửa hàng em đang có xe nhé. Giá là 52.300.000 là giá chưa đăng ký ạ. Xe lít AB này, cửa hàng của em có rất nhiều luôn. Các bạn xe cũ, xe mới đều có nhé. Chào Lương Chu Lành nha. SHM cửa hàng em có rất nhiều này. Đây là đang có một con màu đỏ đen đời 2020. Xe mới chạy có mấy trăm cây thôi. Giá 63.900.000. Xe rất mới, như xe mới luôn. Hôm nay em live bên xe ga nhé. Thì có các con xe SH này. Các bạn như là Abarth, SH Vision. Các dòng xe ga cửa hàng đều có nhé. Đời 2016 nhỉ. Cửa hàng có hỗ trợ trả góp cho mọi người nhé. Phạm Cường ơi, AB150 mới bạn đặc biệt là cửa hàng em đang có xe là 52.300.000. Giá chưa đăng ký anh nhé. Anh có thể lên cửa hàng em sẽ báo giá trực tiếp chi tiết từng con xe cho mọi người xem nhé. Vũ Hoàng ơi, AB đời 2020 cửa hàng em có xe nhé. Có một con xe màu trắng. Đây em quay cho anh xem đây. Đây ạ. Giá là 36.300.000. Xe rất còn rất mới luôn.
Đây ạ. Mình có thể đến cửa hàng xem trực tiếp giúp em nhé. Vision cửa hàng em có rất nhiều, từ xe mới, xe cũ đều có nhé. Vũng Hoàn ơi, cửa hàng em có xe màu đen nhưng mà sẽ là các bạn 150 đời 2020 đây ạ. Nó sẽ là một bạn 150 anh nhé. Xe 125 màu đen cửa hàng em đang không có nào ạ. Đây 150 màu đen đây. 45.900.000 là có xe 150 màu đen đời 2020 anh nhé. Đoàn Văn Minh ơi, SH cũ đời 2014-2015. Cửa hàng em đang khô con nào anh ơi. Nhưng mà cửa hàng đang có một con SH đời 2013 anh nhé. Giá là 54.800.000, bạn 150. Anh có thể đến cửa hàng tham khảo giúp em anh nhé. Đoàn Tập ơi, SH mới 125 phanh ABS đời 2021. Cửa hàng em đang có xe là 80.800.000 anh nhé. Chào Lý Hải, chào Đoàn Minh nha. Cửa hàng có rất nhiều dòng xe cho mình tham khảo luôn. Các dòng xe ga của hãng khác như là Genus này, Jeep này, cửa hàng em cũng có để cho mình gọi là học sinh đi học này, hoặc là đi người lớn đi chợ đều được anh nhé. Liberty V3 cửa hàng em có rất nhiều nhé. SH trắng cửa hàng có rất nhiều luôn. Đặng Hoạt ơi, cửa hàng em đang không có con nào SH350 nhé. SH350 giá cao lắm. Chào Boy Hiếu Hưng Đen nha. SH trắng có rất nhiều luôn. Mọi người có thể đến cửa hàng em mà tham khảo trực tiếp cho em nhé. Thì tất cả con xe đều có bất lộc cho mọi người nhé. Anh ơi, cửa hàng em đang không có xe. Xe mới bên em cũng chưa có anh nhé. Tuyên Nguyễn ơi, anh ơi, xe mới mình mua xe mới của hãng này tất cả đều được bảo hành trên các hãng này, trên các đại lý của hãng luôn. Nhưng mà nếu mà anh muốn mua xe và được bảo hành ở cửa hàng em thì có thể nhé. Ví dụ có vấn đề gì cần canh chỉnh thì anh có thể mang đến cửa hàng em anh nhé. Ok anh Đặng Hoạt nhá, rất là mong anh ủng hộ cửa hàng ạ. Chào Xuân Ly, có rất nhiều SH luôn. Chào Duy Mạnh nha. Này em sẽ quay đằng trước cho mọi người xem nhé. Cửa hàng em là ở 237, 238 và 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nhé. Mọi người muốn tham khảo con xe nào cứ đến cửa hàng em được không ạ? Chí Linh. Anh Phạm Cường ơi, mình ở thành phố Chí Linh đúng không vậy? Anh ơi, thì bên cửa hàng em sẽ gửi tin nhắn cho anh ấy, thì anh check ebook giúp bọn em ấy. Bọn em sẽ báo giá trực tiếp cho mọi người luôn nhé. Anh ơi, 86.800.000 là có SH150 xe cũ đời 2018 anh nhé. Phúc Yến ơi, bên cửa hàng mình sẽ gửi đường link cho mình để tham khảo xe lít nhé, và có tư vấn cụ thể cho mình trả góp nha luôn nhá. Chào Đoàn Tập nha. SH trắng cửa hàng em có rất nhiều luôn.
đủ các đời các bạn cho mọi người xem nhé. Cửa hàng đang còn một con xe Vision màu đen nhám, có rất nhiều khách hỏi luôn. Giá là 26.800.000 đời 2018. Vision mới cửa hàng có rất nhiều cho mọi người nhé. Đây, SH trắng cửa hàng em đây. SH trắng này, SH đen, đen nhám, đỏ, cửa hàng đều có. SH Mall cửa hàng có nhé, chỉ từ 43.900.000 là có SH Mall mọi người nhé. Chào Nguyễn Hiến, chào Mai Toàn nha. Hôm nay em live bên xe ga là ở tại 237 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Còn xe số thì cửa hàng em lại để ở bên 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Và mọi người muốn tham khảo xe mới ấy, thì lại về để đến cửa hàng ở 238 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương giúp em mọi người nhé. Vision, sĩ Lê ơi, Vision bạn cá tính cửa hàng có xe nhé. Và giá chỉ từ 36.800.000 là có xe rồi anh nhé. Chào Quốc Bảo nha. Mọi người ơi, mọi dòng xe cửa hàng đều có hỗ trợ trả góp và bất lộc cho mọi người nhé. Chào Nguyễn Hương nha. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Mọi người muốn tham khảo con xe nào cứ để lại bình luận, cửa hàng em sẽ check in gửi nhắn cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của cửa hàng nha. Rất mong mọi người ủng hộ cửa hàng ạ. Chào Phạm Đạt Đô nha. Rồi, em xin chào mọi người nha.